đó nó hơn nhận được hết cái vấn đề là nó chỉ nó mới là chàng trung niên. Hưng nói nó nhận được hết, nhưng mà cái điểm mà Hưng cần Quân sửa là Hưng chỉ cần sửa một chút xíu thôi là Hưng cũng đã muốn cần Quân sửa lại rồi. Giống như là thay vì cái chuyện nát thiếu á, chữ ép thôi Hưng cũng muốn Quân sửa lại cho Hưng. Nhưng mà cái đó là không được. Ủa thì bởi vì đơn giản nó thiếu. Có những người khó người ta nhìn vô người ta sẽ nói trời là cái lớp người ta nó không biết. Nhưng đâu đó cái vụ thêm trễ mà ý đó là xác là có nghĩa là bây giờ không sửa không được nhưng mới gọi là người phương. Ừ không, ý nó là xác lạc có nghĩa là cái lúc đó mình đã tới giờ phải in rồi nhưng mà Phương chưa có được cái bản chính thức nữa. Ủa là do không thay đổi được chứ phải do Phương gửi. Cái bản Phương gửi cho Hưng á là Phương chưa có là có miếng phát trong đó nên Hưng cần Phương sửa là Hưng mới cho Phương. À, cái bản sửa rồi thì đến lúc 7 giờ nữa Phương học xong Phương ra cũng mới gửi lại cho Hưng.